Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn. Những người chưa biết về chớp kích, bát biểu, chúng ta có thể xem qua video clip này. Chúng tôi sẽ giới thiệu từng binh khí. Binh khí đầu tiên đó là binh khí Thanh Long Uyển Nguyệt Đao, chúng tôi đã vừa với tháo ra và dựng lại. Đó là binh khí số 1 tính từ bên phải sang. Và binh khí số 2 này, đó là binh khí Phượng Hoàng Lửa. Và chúng tôi trong video clip này, chúng tôi hướng dẫn cách quý vị tháo lắp. Các cái giá rồng là chúng tôi đã gắn chết, còn các thân gậy đi với các binh khí này có thể tháo rời. Quý vị để theo các cái số thứ tự tùy ý. Nhưng quý vị khi rút ra, quý vị hãy rút theo cái phương mà chúng tôi đã làm dáng cong. Ví dụ dáng rẻ quạt này, hai đầu thì nó là dáng cong, thì quý vị có thể rút theo cái phương check đi một chút. Và nếu tiến vào gần giữa thì quý vị có thể rút theo phương thẳng đứng. Và binh khí số 4 này, đó là binh khí Long Ngư, tức là hình tượng chú cá nhưng đã hóa rồng. Gọi nôm na đó là người thì gọi là binh khí cá hóa rồng, và chúng tôi đó gọi đó là binh khí Long Ngư. Quý vị đang xem trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành, chuyên về làm chớp kích bát biểu hàng khủng tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và binh khí số 5, đây là binh khí vòng lửa. Và sau khi chúng tôi quay phần mộc, chúng tôi sẽ đưa đi sơn son thép vàng. Và đây cũng là một bộ đồ thờ cúng tiến vào chỗ đình thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Và trong thời gian gần nhất sắp tới, quý khách sẽ có xe tải về lấy. Đồ Gỗ Hiền Lành cảm ơn tất cả quý khách hàng trên toàn quốc đã tin tưởng và giao phó cho chúng tôi các cái công trình đình, điện, miếu, nhà thờ tư gia cỡ lớn. Chúng tôi sẽ đáp ứng trong thời gian sắp tới. Xong video nào chúng tôi sẽ quay trực tiếp lại cho quý vị xem. Binh khí số 6 này là binh khí Bát Sầm Mâu, được chạm hình con rắn đang bò. Và phía dưới là có các cái đầu hàm long. Và thân cột này chúng tôi làm dày 6 phân, được vo tròn, phía dưới chúng tôi tiện củ hành. Quý vị để ý kỹ thì sẽ thấy các cái hàng chợ không thể so với các hàng kỹ chúng tôi làm được, rất dày và chi tiết tỉ mỉ. Đây đó là binh khí chùy, là binh khí số 7, và binh khí số 8 đó là đinh ba. Đấy, khi chúng tôi sơn vào sơn son thép vàng thì quý vị sẽ xem kỹ video này để chúng ta lưu ý cách tháo lắp. Đây là binh khí đinh ba, và khi để không thì đã cao hơn đầu người. Và binh khí này nó cao khoảng 2m2, và khi lắp vào cái giá đế tính từ đất lên đến chỗ để nó phải tầm 40 phân nữa, đó là tầm 2m6, cao 2m6, chiều rộng 2m4. Và chớp kích này khác với bát biểu, đó là chúng tôi làm về các loại binh khí thường thấy ở trong các cái tinh võ môn thường, và các cái không gian thờ tự như đình chùa miếu mạo cỡ lớn thì sẽ kê các cái giá chớp kích hình rẻ quạt này. Đây là hàng kỹ chúng tôi làm hai tầng cổ, phía dưới chúng tôi chạm hổ phù và các cái đầu nghê. Đầu nghê chúng tôi cũng làm dày 8 phân và giá rồng này chúng tôi làm dày 12 phân. Quý khách muốn làm về chớp kích bát biểu, quý khách hãy liên hệ trực tiếp tới cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Quý khách có thắc mắc gì, quý khách hãy gửi trực tiếp về Zalo hoặc bình luận phía dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách trong các video.